Đám cưới quốc bảo Thái Lan Vesukolawat, dàn sao tham dự gồm những ai? Tình cũ của Bella Roni, Vesukolawat đã làm lễ cưới với bạn gái ngoài ngành vào ngày 17 tháng 7. Cặp đôi trở thành tâm điểm của sự chú ý. Chiều ngày 17 tháng 7, làng giải trí Thái Lan đã đổ dồn sự chú ý vào quốc bảo Thái Lan Vesukolawat khi anh chính thức nên duyên vợ chồng với bạn gái tên Vicky. Theo như thông báo trước đó, lễ cưới được diễn ra khá riêng tư khi cặp đôi chỉ mời người thân, bạn bè thân thiết đến tham dự. Hiện những hình ảnh của Will và Vicky đang dần được truyền thông Thái Lan đăng tải với tốc độ chóng mặt. Đầu tiên, cặp đôi thực hiện nghi thức làm lễ cưới theo phong tục truyền thống của Thái Lan. Nam diễn viên tỏ ra vui mừng khi nhận một lại phu thê của bà xã. Theo truyền thống của người Thái, đây là nghi thức mang ý nghĩa gửi gắm cả cuộc đời mình cho người chồng. Vì tính riêng tư của buổi tiệc đã được thông báo trước đó, không có nhiều ngôi sao Thái đến tham dự buổi tiệc. Vào đầu tháng 7, anh chàng gây sốt khi thừa nhận sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 17 tháng 7 với bạn gái ngoài ngành giải trí chỉ quen không bao lâu. Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ trước tin tức này vì Will và bạn gái cũ 9 năm Bella Roni chỉ vừa mới tuyên bố chia tay hồi đầu năm 2022. Chưa dừng lại ở đó, Vesukolawat thậm chí còn lỡ miệng tiết lộ với cánh truyền thông khi đã hẹn hò với bạn gái này được hơn một năm. Điều này đã làm dấy lên nhiều tin đồn không hay cho rằng ông Hoàng Đại Bảy đã bắt cá hai tay khi hẹn hò với nữ chính nổi tiếng đài ba Bella Roni. Khi kết thúc phỏng vấn, nhưng livestream vẫn chưa tắt, Will đã lỡ miệng nói chuyện với một vị phóng viên rằng anh và bà xã đã hẹn hò được một năm. Sự việc khiến truyền thông Thái Lan phải đầu bới rất nhiều thông tin để truy tìm nguồn tin xác đáng. Bạn của nam diễn viên khi đó cũng lên tiếng xác nhận Bella và Will đã chia tay nhau được khoảng 6 tháng trước khi cả hai thông báo với báo chí. Song nhiều người hâm mộ vẫn chưa thấy thỏa đáng vì Will vẫn thường xuyên tương tác với Bella Roni vào thời điểm này của năm ngoái. Tuy nhiên, nam diễn viên cùng với bà xã vẫn nhận được nhiều lời chúc phúc của đông đảo fan hâm mộ. Nhiều người hy vọng Will và Vicky sẽ sớm thông báo tin vui sau khi kết hôn